Hai điểm giống mẹ Phi Nhung của Wendy Phạm khiến khán giả mỗi lần nhìn vào lại nhớ người ca sĩ quá cố. Mỗi lần nhìn Wendy Phạm, khán giả lại chạnh lòng nhớ về cố ca sĩ Phi Nhung, bởi lẽ hai mẹ con có quá nhiều nét giống nhau. Từ sau khi nữ ca sĩ Phi Nhung mất, con gái ruột Wendy Phạm bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trước truyền thông để chia sẻ thêm những câu chuyện về người mẹ quá cố. Gần đây nhất, Wendy đã tham gia livestream của Trung tâm Thúy Nga tại Mỹ, thông báo về quỹ từ thiện mang tên mẹ Phi Nhung, cũng như tiết lộ kế hoạch thực hiện di nguyện, làm từ thiện còn dang dở của mẹ. Càng xuất hiện trước công chúng, Wendy càng được nhiều khán giả quan tâm và nhận xét có gương mặt y hệt mẹ Phi Nhung, không lẫn vào đâu được. Bạn thân của Phi Nhung đồng thời cũng là người chú, kê cận chăm sóc Wendy thời gian qua, vừa tiết lộ có hai điểm trên gương mặt mà Wendy thừa hưởng từ người mẹ ca sĩ của mình. Nhìn thoáng qua có thể thấy, nụ cười và chiếc mũi cao của Wendy chính là bản sao của mẹ. Bên cạnh đó, đôi mắt long lanh rất tây của Wendy cũng giống hệt Phi Nhung. Chính Wendy từng tiết lộ trong tang lễ của mẹ vừa qua, khi cô mang khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt, nhiều người đã nhận ra ngay là con gái Phi Nhung vì quá giống. Ngoài ra, giọng nói hơi khàn đặc trưng của giọng ca Bầu ơi đừng khóc cũng được cô con gái ruột copy y chang. Chính sự giống nhau như khuôn đúc của Wendy mà nhiều người thân cũng như khán giả mỗi khi nhìn vào cô đều nhớ tới Phi Nhung. Một số người bày tỏ nỗi nhớ thương chạnh lòng khi nhìn thấy bản sao của Phi Nhung trên trần thế. Số khác lại cảm thấy được an ủi vì dường như dáng hình cố ca sĩ vẫn còn hiện hữu nhờ con gái ruột Wendy của mình.